Con cảm ơn ông trời tặng con một người mẹ. Chị ấy là người gây tai nạn cho mẹ rồi bỏ chạy đấy. Tôi không muốn ở với một người đã từng làm tổn thương mẹ tôi. Mời con ra khỏi nhà tôi. Thôi chú lấy rẻ thôi nhá. Cảm ơn. Cùng ăn nhá. Vâng. Bà ơi, con bà đâu? Bà, sao bà lại đi lang thang ở đấy? Con bỏ đi. Hóa ra bà cũng bị bỏ rơi như cháu. Bà đừng lo, cháu cũng là trẻ mồ côi. Hay cháu đưa bà về làm mẹ cháu nhé. Làm mẹ. Vậy bây giờ cháu đã có mẹ rồi. Con cảm ơn mẹ. Mẹ về đi, con nhặt cây tre xong sẽ mua đồ ăn ngon cho mẹ. Con đi cẩn thận nhá. Vâng. Ê chết, lại quên chai nước rồi. Mình phải mang cho con mình mới được. Cầm chỗ tiền này mà đưa mẹ mày vào viện đi.
Đừng có mà ngồi để ăn vạ tao nữa. Ngớ vào mắt. Ừ, chưa. Chưa tìm thấy mẹ. Đứng lại. Này, nhỏ tuổi như này mà đã ăn cắp ăn trộm chuyên nghiệp như này rồi, đưa ví cho chú ngay. Không. À, bướng nhỉ. Có tin là chú đưa lên công an không? Đến lúc đưa lên công an á, thì đi tù đấy. Đưa ngay cho chú. Cháu có lý do nên mới phải ăn cướp. Lý do? Lý do thiếu tiền đúng không? Mẹ cháu biết đây này, không có tiền người ta không chừa bệnh cho. Này cậu nhóc, dù có như thế nào chăng nữa nhá, cũng không được lôi mẹ ra nói như vậy. Nói như thế người ta nó gọi là chú ẻo ấy. Đưa ngay ví cho chú. Chú không tin có thể về nhà cháu xem. Được. Nếu mà đi cùng về nhà cháu nhá, mà thấy cháu nói dối, chú đưa cháu lên công an nhá. Đi. Đây là nhà em á. Mẹ em đâu? Kìa. Ơi mẹ. Đây là mẹ anh. Anh không được giành mẹ của em. Thế em nhìn thấy mẹ ở đâu? Em nhặt được mẹ. Mẹ anh bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi mấy ngày hôm nay anh đi tìm suốt thôi. Hóa ra là mẹ ở đây với em. Thôi được rồi, để anh đưa mẹ đi bệnh viện nhá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, để con đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi ạ. Để tay. Con. Con đây mẹ. Ừ, con. Mẹ ơi, từ giờ mẹ đừng bỏ đi nữa nhá. Chứ con cứ đi tìm mẹ suốt thôi. Hưng. Hưng ơi, từ nay trở đi, đây sẽ là anh con. Vâng ạ. Con hiểu rồi. Mẹ muốn con chăm sóc Hưng ạ. Hưng đây nó đã chăm sóc mẹ, đã coi mẹ như mẹ ruột trong suốt thời gian vừa qua. Anh cảm ơn em nhé. Em đã chăm sóc cho mẹ anh suốt một thời gian qua. Bây giờ em về nhà ở với anh. Anh và mẹ anh sẽ nhận nuôi em. Em sẽ được đi học. Và em sẽ không phải lo toan sống ở bên ngoài nữa. Thật không anh? Vậy bây giờ em có gia đình, có mẹ và có anh trai sao? Đúng rồi. Đó chính là món quà cho lòng tốt của em. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Em cảm ơn anh. Con cảm ơn mẹ. Anh. Em đến rồi ạ. Báo thân mẹ anh đi. Con chào cô ạ. Con nghe nói cô bị tai nạn nên là con sang thăm cô ạ. Mẹ ơi, đây là Trang, người yêu con. Là chị. Ha, lại là mày à, cái thằng ăn xin này. Sao mày ở trong này hả? Sao em lại nói vậy? Đây là em trai anh. Cái thằng đầu đường xó chợ này mà là em trai của anh á. Sao em lại nói như vậy? Em ý đã chăm sóc mẹ anh suốt một thời gian mẹ anh bỏ đi. Anh nói cái gì cơ? Đây là mẹ của anh á. Đúng rồi, có chuyện gì? Chị ấy là người gây tai nạn cho mẹ rồi bỏ chạy đi. Lúc đó em còn xin chị ấy giúp đỡ, nhưng chị ấy chỉ ném tiền rồi bỏ chạy. Có thật vậy không? Sao em lại làm như vậy? Thì lúc đấy là em sợ hãi quá, chứ em có cố ý đâu. Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi cứ tưởng cô là người hay giúp đỡ người khác nên tôi mới yêu cô. Hóa ra từ trước giờ cô là con người giả tạo. Người ơi, anh phải nghe em giải thích đã chứ. Em đã bảo lúc đấy là do em sợ quá rồi gì. Đủ rồi, chia tay đi. Tôi không muốn yêu một người ích kỷ cho cô. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Thôi anh, không phải chúng mình đang rất là tốt đẹp à? Không phải anh nói anh còn muốn cưới em hay sao? Thôi, tôi nói đó các con đấy. Không lẽ em có lỡ nhìn con và anh ấy trên tay à? Đủ rồi. Dù cô có cầu xin tôi như nào chăng nữa, tôi không muốn ở với một người đã từng làm tổn thương mẹ tôi. Mời cô ra khỏi nhà tôi.
tốt mà. Em hứa lần sau là em sẽ không xử sự như vậy nữa đâu. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Em xin lỗi. Không, em không có lỗi gì cả. Chẳng qua là anh không biết được lòng dạ của cô ấy thôi. Mà nhờ em thì anh mới tìm được mẹ. Mà cũng biết được là những người làm tốt ở bên anh cảm ơn em.